nay lại có dịp đi ngang chùa Bisay Seram, một trong những cái ngôi chùa mà mình đã đến đây chắc năm 2015 để thực hiện cái hành trình số hóa cho các từ viện. Nay có dịp đi ngang ghé vô xem. Đây mọi người thấy không? Đây là chánh điện của ngôi chùa Bisay Seram, một trong cái những ngôi chùa nằm ở huyện Càng Long. Hình như mình nhớ không lầm thì hiện tại là Thượng tọa Thạch Thường, trưởng ban trị sự của huyện Càng Long đang là chủ trì đương nhiệm tại đây. Mình nhớ không lầm là như vậy. Lâu qua rồi, từ 2015 đến giờ rồi mình không biết là nó như thế nào. Mọi người thấy đẹp không? Đây là một người hệ phái này là hệ phái Năm Tông Khmer, tức là Năm Tông của những người Khmer. Đối với người Khmer thì ngôi chùa không phải chỉ đơn thuần là đây là khu vực tháp thờ. Đối với người Khmer thì đây là cái nơi gần như là thiêu xong rồi họ bỏ cốt vào đây. Đây là giống như những cái lò thiêu vậy đó. Mình nhớ không lầm là bỏ cốt vào thôi, tức là một ít thì đi rải, một ít thì bỏ cốt vào đây, chứ là cộng đồng. Mình như đã nói, đối với người Khmer thì không, ngôi chùa không phải là nơi chỉ đơn thuần là cái tín ngưỡng, mà họ coi đây là cái nơi mà có thể nói là sinh hoạt cộng đồng. Hay như vậy đó, vào ngày thứ bảy chủ nhật thì họ đến đây rồi dạy cho con em đồng bào Khmer tiếng Khmer, dạy cho văn hóa, rồi chơi nhạc trong chùa. Cho nên là ngôi chùa đối với người Khmer nó rất là quan trọng. Mình thì chỉ có cái dịp rất là may là trong năm 2015 qua 2016 đó thì mình đi rất là nhiều ngôi chùa ở đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng ở đồng bằng Đông Nam Bộ để mà gọi là số hóa các từ viện. Nhưng mà công việc đó của mình có vẻ là lúc đó chỉ có một mình làm thôi, không có được nhiều sự ủng hộ khác, cho nên là nó không có kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên điều mà mình được nhất đó là mình được biết trong năm 2015-2016 thì mình đi rất là nhiều ngôi chùa. Và chính vì thế là mình đi một ngày đàn, mình học một sàn khôn mà. Mình đi mình tiếp xúc với cả ngàn vị trụ trì khác nhau ở nhiều tông phái khác nhau của Phật giáo. Cho nên là có thể vì thế cho nên là dạo này khi mà mình chuyên tâm làm về phong thủy tử vi thì được sáng hơn, được may mắn hơn và được gọi là hên hơn, mình nói cái gì nó cũng được trúng hơn.